Valorant vừa ra súng mới anh biết chưa? Tin cả tuần nay giờ ông mới biết à? Tuần này bận học quá giờ vào game. Thế thì 100 giây tìm hiểu ngay về Outlaw, khẩu súng mới nhất trong Valorant. Rõ ràng là không thể nào không lên cho anh em một con video về khẩu súng mới nhất ở trong cái kho vũ khí của Valorant được. Nên là hôm nay là mình sẽ xem là cây súng ngoài vòng pháp luật này thì nó có thể làm được những gì nhá. Là một khẩu súng thuộc phân loại súng ngắm, cái phân khúc mà Rod muốn đưa mặt hàng cấm này vào thị trường ấy, đấy là phân khúc tầm trung. Với chiếc giá chỉ 2.400 prep, nằm ở giữa hai cây súng đồng nghiệp là Marshall và Operator. Về chế độ bắn thì Outlaw sẽ có băng đạn 2 viên. Cái cơ chế bắn cũng như là lên đạn từng viên ấy, nó tương tự như là khẩu shotty. Băng đạn mở rộng của Outlaw sẽ chỉ có 5 băng, đồng nghĩa với cả 10 viên đạn. Tuy nhiên cái điểm hay của cái khẩu súng này ấy, nó nằm ở việc sát thương rất cao khi bắn trúng vùng thân, trừ 140, vùng đầu là trừ 238 và vùng chân là trừ 119. Điểm mạnh của Outlaw đó chính là việc nó được tạo ra đã mạnh. Chưa tính cái sát thương, Outlaw có thể bắn được liên tục 2 viên mà không cần zoom out. Còn về sát thương gây ra, 140 đam là vừa đủ để counter cái chiến thuật lên giáp 1 hay còn gọi là light shield đang rất là phổ biến ở trong Valorant. Còn điểm yếu của khẩu súng này tất nhiên là không phải không có, đúng không? Đầu tiên là thời gian reload rất là lâu khi mà so sánh với những súng khác. Còn điểm yếu tiếp theo thì là thực ra vì đang ít skin quá nên là nhiều khi bắn trông hơi chán. Nói chung ấy, với Outlaw cách chơi rất đơn giản, ưu tiên sự chính xác thay vì cắm mắt vào spam. Dù cho khả năng bắn 2 viên liên tiếp của Outlaw nó rất là mạnh, nhưng mà hãy ưu tiên và tận dụng tối đa khả năng one hit one kill của Outlaw này, đặc biệt ở trong đấu súng tầm xa. Điều thứ hai, reload thông minh. Những tình huống thay đạn của Outlaw thường diễn ra rất là lâu, vì vậy hãy đảm bảo rằng mình luôn sẵn sàng cho giao tranh, chứ không phải thay đạn trong lúc đối phương đang tiến đến gần trước mặt. Điều thứ ba đó là cân bằng lối chơi của mình. Hãy tận dụng sự đa dụng của Outlaw để chọn cho mình cái đấu pháp hợp lý. Khả năng đấu súng tầm xa rất là mạnh, nhưng quá nhiều những ưu điểm biến Outlaw trở thành vũ khí săn người hiệu quả. Thay vì ngồi kê một góc ấy, thì hãy thử sử dụng Outlaw một cách chủ động hơn, đôi khi sẽ gây bất ngờ cho kẻ địch. Đấy, giờ ông vào ông thử gì ấy? Chưa phải lúc. Còn lúc nào nữa? Mua cái sim đẹp đẹp ở quán. Ông im.